Huy Anh xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chương trình Chào Buổi Tối trên truyền hình Việt Nam do Huy Anh phụ trách. Và chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ tư ngày 7 tháng 9. Chương trình tối ngày hôm nay Huy Anh tường thuật đến quý vị tương đối trễ. Lý do tại sao? Bởi vì Kali của chúng tôi đang trải qua một cái đợt nóng mà Huy Anh đã chia sẻ với quý vị, nhiệt độ rất là cao, có những nơi là đến 43, 44 độ C hay là 116 độ F. Ở Sacramento hay là phía đông vùng vịnh San Francisco của chúng tôi chưa từng có một cái nhiệt độ là lên đến 110 mấy độ F. Và chính vì vậy mà cái đường dây quá tải và đường dây điện nó bị quá tải, dẫn đến là tình trạng mất điện ở nhiều nơi. Và có những thành phố như là San Mateo, như là Alameda, thì những cái thành phố này là tình trạng mà điện mất thì luân phiên nhau, tức là họ cúp điện từng cái khu vực một để bảo đảm được là máy biến áp không có bị nổ. Và ngày hôm nay thì văn phòng của chúng tôi tại San Jose cũng bị mất điện. Và khi mà Huy Anh quay trở lại về nhà thì nhà cũng mất điện. Chính vì vậy mà hôm nay lên chương trình trễ với quý vị. Nhưng mà Huy Anh cố gắng là gửi đến quý vị những cái bản tin, mà những cái bản tin nóng, những cái bản tin lớn vào ngày hôm nay. Quý vị biết vào ngày hôm nay thì hai vợ chồng của cựu Tổng thống Barack Obama và bà Michelle Obama đã có dịp quay trở lại tòa Bạch Ốc. Sau khi mà họ ở đây đến 8 năm trời và họ rời đi cách đây khoảng 6 năm. Và thực ra đó, cái lần mà quay trở lại gần đây nhất của ông Obama là vào tháng 4, khi mà chính phủ của ông Joe Biden tổ chức một cái sự kiện về cái chương trình Obamacare. Và đây là lần đầu tiên mà bà Michelle Obama quay trở lại tòa Bạch Ốc. Lý do mà họ quay trở lại bởi vì ngày hôm nay có một cái buổi lễ gọi là công bố chính thức cái chân dung tòa Bạch Ốc của ông bà Obama. Và quý vị biết đây là một cái truyền thống hết sức là lâu đời, đó là những người kế nhiệm, các vị tổng thống kế nhiệm, họ luôn luôn tổ chức những cái sự kiện để chào đón người tiền nhiệm quay trở lại tòa Bạch Ốc. Nhưng mà trong 4 năm nhiệm kỳ của ông Donald Trump thì chuyện này nó không có xảy ra. Donald Trump chưa bao giờ tổ chức bất cứ một cái sự kiện gì để mời Obama quay trở lại. Và thậm chí Donald Trump còn cáo buộc ông Obama lại làm gián điệp của cái chương trình chiến dịch vận động tranh cử vào năm 2016 của ông ta. Và quý vị biết là mỗi một vị tổng thống như vậy, sau khi mà rời khỏi tòa Bạch Ốc thì quý vị thấy là ở trong ở trong tòa Bạch Ốc có nhiều chân dung của rất là nhiều vị tổng thống. Và sau khi mà đã rời nhiệm kỳ 6 năm rồi thì bây giờ ông bà Obama mới quay trở lại trong cái buổi lễ công bố chân dung của mình. Nhưng mà cái chân dung này thì nó khác với cái chân dung mà đã được ở bảo tàng viện Smith, Hương Nhan không có nhớ hết tên. Chân dung này nó hoàn toàn khác. Nhưng mà cái điểm nổi bật trong cái bài phát biểu ngắn vào ngày hôm nay của bà Michelle Obama, quý vị biết rồi, bà Michelle Obama, quý vị nào theo dõi được biết là cựu đệ nhất phu nhân, bà rất là thâm thúy. Quý vị nào còn nhớ cái thời gian mà vận động tranh cử tổng thống năm 2016 thì bà, vào lúc đó những cái tin tức, những cái cáo buộc ông Donald Trump giở trò sàm sỡ, mà quý vị biết là cái câu chuyện là ông bảo là những cái đàm tiếu như vậy, những cái phát ngôn bậy bạ về phụ nữ là locker room, thì quý vị biết là bà Obama đã có một cái bài phát biểu hết sức là thâm thúy, không hề nhắc đến tên ông Donald Trump. Và không phải là chỉ một cái dịp này mà cũng đã có rất là nhiều dịp mà bà đã mỉa mai ông Donald Trump một cách gián tiếp. Thì vào ngày hôm nay Michelle Obama cũng như vậy, hết sức là thâm thúy. Bà bảo rằng là người dân đã lên tiếng nói của mình bằng cái lá phiếu của mình, và chúng ta tổ chức cái buổi lễ nhậm chức là để bảo đảm cái thủ tục chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa, và khi thời gian của chúng ta đã hết thì chúng ta move on, chúng ta tiếp tục. Và cái câu này, khi mà our time is up thì we move on, có nghĩa là nhiều người cho rằng là bà Michelle Obama đang mỉa mai, ám chỉ ông Donald Trump, bởi vì cho đến giờ thì cựu tổng thống vẫn đưa ra những cái tuyên bố sai trái về gian lận bầu cử và tìm mọi cách để bám víu quyền lực. Bản tin ngày thứ hai ngày hôm nay nó liên quan đến Steve Bannon, cựu chiến lược gia của tòa Bạch Ốc,
cựu chiến lược gia của ông Donald Trump hiện nay thì đang đối mặt với hai cái cáo buộc hình sự do Bộ Tư pháp truy tố, đó là tội khinh thường Quốc hội, tức là khinh thường sau khi mà Steve Bannon nhận được cái chát đòi của Ủy ban đặc biệt Hạ viện điều tra vụ bạo động điện Capitol ngày 6 tháng 1. Hai cái chát đòi lời khai và chát đòi tài liệu, nhưng mà Steve Bannon đã chống cho đến cùng, và chính vì vậy mà Ủy ban đặc biệt Hạ viện và sau đó là Hạ viện đã bỏ phiếu và chuyển vấn đề này sang cho Bộ Tư pháp, và Bộ Tư pháp thì họ đã khởi tố và họ truy tố. Sắp tới thì cái phiên xét xử Steve Bannon sẽ diễn ra, mặc dù ông ta tìm mọi cách để trì hoãn, nhưng mà mới đây thì tòa không có cho phép. Bây giờ quay trở lại, quý vị biết là vào tháng 8 năm 2020 thì Steve Bannon cùng với thêm 2 người nữa, cùng với thêm 3 người nữa đã bị nhà chức trách liên bang bắt giữ, nó liên quan đến cái cuộc gây quỹ cho tổ chức We Build the World. Họ gây quỹ được rất là nhiều. Đây là cái tổ chức mà họ gây quỹ để xây bức tường. Đầu tiên là họ muốn hỗ trợ chính phủ của ông Donald Trump xây bức tường biên giới, nhưng mà điều này thì không thể làm được, bởi vì chính phủ liên bang không thể nào nhận tiền đóng góp từ tư nhân vào những cái công việc như vậy. Và họ đã gây quỹ được 25 triệu Mỹ Kim, một con số khổng lồ. Và khi gây quỹ đó thì họ tuyên bố với những người ủng hộ là từng đồng xu bạc cắt trong cái tiền gây quỹ được này thì họ sẽ dùng để xây bức tường. Nhưng mà quý vị biết là họ chia nhau và sử dụng sai mục đích cái số tiền đó. Họ chia nhau, họ chi xài riêng. Trong đó thì có Steve Bannon lấy được 1 triệu, nhận được 1 triệu từ We Build the World, và ông ta đã sử dụng cho một cái tổ chức bất vụ lợi mà do ông ta tạo ra, và ông ta dùng tiền này, cái số tiền này để tiêu xài. Chính vì vậy mà ông dính tới cái nỗ lực được xem là cái nỗ lực lường gạt hàng chục ngàn người ủng hộ đã đóng góp cho cái quỹ xây tường biên giới này. Nhưng mà chưa bao giờ có một cái phiên tòa xét xử Steve Bannon. Lý do là ông Donald Trump trước khi mà rời khỏi nhiệm kỳ vào tháng 1 năm 2021 thì đã ân xá Steve Bannon. Nhưng mà quý vị nhớ, cái lệnh ân xá của một tổng thống nó chỉ có hiệu lực đối với những cái bản án, đối với những cái truy tố liên bang mà thôi, còn đối với tiểu bang thì nó không có hiệu lực. Chính vì vậy mà tiểu bang New York đã mở cuộc điều tra, cụ thể ở đây là văn phòng biện lý của Manhattan đã mở một cuộc điều tra về Steve Bannon liên quan đến cái vấn đề, cái cáo buộc lường gạt hàng chục ngàn người để lấy tiền, kêu gọi đóng góp với quỹ xây tường nhưng mà lấy tiền để tiêu xài riêng. Và ngày hôm nay luật sư của Steve Bannon cho biết là thân chủ của ông ta ngày mai 9 giờ thì sẽ ra trình diện nhà chức trách surrender. Trình diện nhà chức trách và đối mặt với cái cáo buộc hình sự. Nhưng mà cáo buộc hình sự này, cái cáo trạng này cụ thể như thế nào vào lúc này, khi mà tối nay Hương Giang làm bản tin này, thì chúng ta chưa được biết. Bởi vì luật sư Costello của đại diện ông Steve Bannon cho biết là cáo trạng siêu, tức là cáo trạng hiện nay được giữ bí mật. Steve Bannon thì mạnh miệng lắm. Ngày hôm qua đó, ông gửi ra một cái tuyên bố, ông cho rằng chẳng qua là dân chủ đang vũ khí hóa cái hệ thống tư pháp và họ theo đuổi tất cả chúng ta, không chỉ là Tổng thống Donald Trump, không chỉ bản thân tôi mà tất cả chúng ta. Và ông bảo rằng trên thực tế là ông sẽ chiến đấu tới cùng, nhưng mà trên thực tế thì ông vẫn chưa có khởi sự cái cuộc đấu tranh của mình, và họ phải giết tôi trước. Những cái tuyên bố hết sức là mạnh miệng, mà Steve Bannon cùng với một nhân vật nữa đó là Robert Stone là hai người được xem là luôn luôn đưa ra những cái tuyên bố mạnh miệng. Nhưng mà chúng ta chờ xem thử là số phận của Steve Bannon trước những cái vụ án hình sự này như thế nào. Ngày hôm nay thì nhà chức trách tại Las Vegas thực thi tại nhà riêng tư gia của quản trị công quận Clark, đó là ông Robert Tellis. Quý vị biết là ông Robert Tellis này là ông dính tới một cái phóng sự điều tra, mà phóng sự điều tra này là của một ký giả chuyên điều tra rất là kỳ cựu của tờ Las Vegas Review Journal, đó là ông Jeff German, 69 tuổi. Nhưng mà quý vị biết là vào sáng thứ bảy vừa rồi, ông Jeff German được phát giác là bị đâm chết ngay trước nhà ông. Mà nhà chức trách cho biết là thực ra đó, ông German bị đâm chết vào ngày thứ sáu, nhưng mà đến tận qua một ngày sau thì mới phát giác ra thi thể của ông.
Và nhà chức trách đã mở một cái cuộc điều tra và nó dẫn đến cái cuộc khám xét vào ngày hôm nay. Cảnh sát rời khỏi nhà ông Charlie vào khoảng 2 giờ chiều. Rồi sau đó thì thấy ông Charlie quay trở lại nhà mình, nhưng đến 4 giờ chiều thì nhà chức trách quay trở lại và họ đã bắt đầu chăng dây, họ thô, tức là cẩu cái xe SUV của ông Charlie đi. Và đến tối ngày hôm nay thì ông Charlie được cho là đã được đưa vào bệnh viện bởi vì ông này có cái dấu hiệu là tự sát, nhưng mà vết thương thì nó không có nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy có nghĩa rằng chúng ta thấy là ông Charlie này ổng có liên quan đến cái vụ sát hại ông German. Mà ông German thì ổng đưa ra, ổng điều tra và ổng có một loạt bài phóng sự về ông Charlie, cho biết là cái văn phòng dưới sự lãnh đạo của ông Charlie là có một cái môi trường làm việc hết sức là thù địch, và ông đưa ra những cái việc làm sai trái của ông Charlie, mặc dù nhà chức trách thì chưa có rờ gáy, tức là chưa có đụng vào. Nhưng mà đó là một trong những lý do, những cái bài báo này, những cái cuộc phóng sự điều tra này là một trong những lý do mà ông Charlie trong cái vòng bầu cử sơ bộ vừa rồi đó, ông là dân chủ vòng bầu cử sơ bộ vừa rồi ở tiểu bang ở Las Vegas thì ông đã thất cử, và không biết là đây có phải là cái động cơ mà dẫn đến cái vụ sát nhân hay không. Bên cạnh đó thì quý vị biết là ở biện lý của Brooklyn ở New York, nó có một cái bản tin liên quan mà Hương Nhâm muốn chia sẻ với quý vị. Tại vì nó liên quan đến một cái việc là xóa án. Đây là một trong những cái cuộc xóa án lớn nhất, đứng thứ 6 trong lịch sử của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì trước tòa thì biện lý của Brooklyn tuyên bố là văn phòng biện lý sắp tới sẽ xóa khoảng gần 400 bản án hình sự. Ngày hôm nay họ tuyên bố, trước tòa họ tuyên bố là họ xóa 47 bản án mà tội đại hình và còn 331 bản án tội tiểu hình, thì sắp tới vào tháng sau thì họ cũng sẽ làm tương tự trước tòa. Lý do tại sao? Theo lời ông biện lý của Brooklyn đó là ông Gonzalez. Gonzalez cho biết là những cái bản án này thì nó liên quan đến 13 cảnh sát của Brooklyn, mà 13 cảnh sát này là 13 cảnh sát bị truy tố hình sự. Tức là trong thời gian làm việc thì những cảnh sát này họ đã thực hiện những cái cuộc điều tra, họ đã thực hiện những cái cuộc bắt giữ dẫn đến những cái bản án như vậy, gần 400 bản án. Và ông Gonzalez cho biết là thực ra đó, khi những cảnh sát, 13 cảnh sát này, thì khi mà họ thực thi công vụ của họ thì không có bất cứ những chứng cứ nào cho thấy là có hành vi sai trái. Nhưng mà nó liên quan đến cái tính toàn vẹn, tức là nó đặt ra một cái nghi vấn về tính toàn vẹn của tất cả mọi cái vụ bắt giữ cho của 13 viên cảnh sát này. Và quý vị biết là trong gần 400 cái bản án được xóa đó, sẽ được, đã được và sẽ được xóa, thì hơn phân nửa là do 4 cảnh sát, mà 4 cảnh sát này là 4 cảnh sát nằm trong cái đội phòng chống ma túy của Nam Brooklyn, Brooklyn South. Và cụ thể là quý vị biết là trong đó đa phần, tức là 134 vụ là liên quan đến cựu cảnh sát về ma túy, đó là Jerry Bowen. Trước năm 2019 thì trong khi mà ông ta làm nhiệm vụ thì ông ta cũng đã dính một cái cáo buộc là lấy ma túy, tức là ma túy từ thu được thì đã lấy để trao cho, để đưa cho những người mà báo tin mật đó. Nhưng mà năm 2019 thì ông cảnh sát này đã bắn chết bạn gái cũ của mình rồi làm bị thương bạn của nạn nhân. Cho nên bây giờ ông này, ông lãnh cái bản án là 40 năm tù cho cái tội sát nhân đó. Thì bây giờ những cái vụ bắt giữ, tức là bắt giữ của ông, những cái vụ mà dẫn tới truy tố, dẫn tới bản án thì 134 vụ từ cái ông cảnh sát đang thụ án 40 năm tù này sẽ bị xóa bỏ. 60 vụ từ cảnh sát Eddie Martin. Ông Eddie Martin này đó, cảnh sát này được cho bị cáo buộc là đã hãm hiếp một phụ nữ ở Brooklyn. Nhưng mà mặc dù những cái cáo buộc này sau đó đã bị gỡ bỏ, nhưng mà ông cũng dính tới những cái cáo buộc hình sự khác.
và 43 vụ thì dính tới cảnh sát Oscar Sandino. Oscar Sandino là bị cáo buộc là hành hung tình dục một phụ nữ khi mà ông ta bắt giữ, tức là nghi can bị bắt giữ thì cảnh sát giở trò ngay lập tức. Và có 27 vụ thì liên quan đến cảnh sát Michael Foden. Ông này đó, ông ta bị tội khai man. Thì cái quan điểm của văn phòng điện lý Brooklyn là những cảnh sát này khi mà họ thực thi công vụ thì không có gì sai trái. Nhưng và những cái hành vi của họ, đạo đức của họ, những cái cáo buộc hình sự của họ thì nó làm mất đi tính toàn vẹn. Chính vì vậy mà đã dẫn tới cái việc xóa án mà gần 400 bản án được xem là xóa án lớn nhất đứng thứ 6 ở trong lịch sử của nước Mỹ. Bên cạnh đó thì văn phòng biện lý của bà, văn phòng biện lý của phu tân ở Georgia, đó là văn phòng biện lý của bà Fannie Willis, thì ngày hôm nay đã nhận một cái phán quyết thua về mặt pháp lý, đó là họ tóm chắc đòi yêu cầu bà Jackie Dixon. Bà Jackie Dixon là luật sư của, cựu luật sư của ông Donald Trump trước đây, bây giờ bà là một sướng ngôn viên podcast, được đảo ngược kết quả bầu cử của ông Donald Trump tại tiểu bang Georgia. Bà đã từng tham gia cùng với Rudy Giuliani xuất hiện trước ngành lập pháp của tiểu bang Georgia, và lên những cái lá phiếu mà cho này đã bị bóp mẻ. Thì bà là người liên quan đến cái nỗ lực này. Nhưng mà khi mà tổng trác đòi, thì văn phòng biện lý của bà Fannie Willis là tổng trác đòi ra trình diện trả lời thẩm vấn vào ngày 31 tháng 8. Thì bà Dixon đã chống lại cái trác đòi này. Và trước đó thì một thẩm phán của tòa cấp dưới đã yêu cầu đứng về phía bà Fannie Willis. Và ở đây thì các vị thẩm phán đa số đều đồng tình là bây giờ cái hạn nó đã qua rồi, tức là expire rồi ngày 31 tháng 8, bây giờ qua tháng 9 rồi, cho nên nó không còn có hiệu lực nữa và bà Dixon không có cần thiết phải ra trả lời thẩm vấn. Nhưng mà nếu sau này mà bà Fannie Willis mà muốn quay trở lại và tổng trác đòi thì khi đó sẽ tính sau, tức là tòa sẽ xem xét sau, sẽ revisit, tái xem lại cái trường hợp này. Nhưng mà nói gì thì nói, được xem là một thất bại đầu tiên. Và không biết là cái lời khai của bà Dixon đó, nó, nếu mà không có lời khai của người phụ nữ này thì nó có ảnh hưởng đến điều tra đảng bồi thẩm đoàn đặc biệt của họ hay không. Nhưng mà Sidney Powell cũng nhận được trác đòi từ văn phòng biện lý của Fulton, mà Sidney Powell thì cũng ở Texas. Liệu Sidney Powell có nhìn thấy cái phán quyết ngày hôm nay là cái điểm tích cực cho cái case của mình hay không? Thì chúng ta cần phải chờ xem. Ngày hôm nay có thông tin là Bộ Tư pháp FBI đã tiếp xúc, FBI tại Florida đã tiếp xúc với một trong những cố vấn của ông Donald Trump, cố vấn cao cấp gọi là phụ tá đặc biệt của ông Donald Trump khi mà Donald Trump ở tòa Bạch Ốc. Đó là William Russo, 31 tuổi. William Russo ở Florida. Anh này đó, anh là phụ tá đặc biệt cho ông Donald Trump ở tòa Bạch Ốc và còn là phó giám đốc của những cái hoạt động gọi là hoạt động tiến bộ của tòa Bạch Ốc. Và sau khi ông Donald Trump rời khỏi tòa Bạch Ốc thì Russo vẫn làm phụ tá cho ông Donald Trump, vẫn làm phụ tá riêng cho ông Donald Trump tại Mar-a-Lago. Hiện nay chúng ta chưa biết là FBI đã tiếp xúc và tổng trác đòi Russo ra lấy lời khai về vấn đề gì, và chúng ta vẫn không biết là ông ta đã ra lấy lời khai hay chưa, ra trả lời thẩm vấn hay chưa. Nhưng một số nguồn tin thì cho truyền thông biết là nó liên quan đến cuộc điều tra vụ bạo động điện Capitol ngày 6 tháng 1 của Bộ Tư pháp. Mà nếu đúng như vậy thì bây giờ chúng ta thấy là cái cuộc điều tra này nó đang được mở rộng, tức là các nhà điều tra họ đang mở rộng đến những cái phụ tá thân cận của ông Donald Trump, mà chúng ta thấy là có cố vấn pháp lý của tòa Bạch Ốc ông Pat Cipollone hay là Patrick Philbin là những cái cố vấn cao cấp, hay là Mark Short là động lý của phó tổng thống Mike Pence. Tất cả những nhân vật đó đều đã ra điều trần trước Ủy ban đặc biệt Hạ viện điều tra vụ bạo động điện Capitol, cũng như là Bộ Tư pháp điều tra vụ bạo động điện Capitol, mà cho đến giờ Bộ Tư pháp đã truy tố là hơn 1.000 người liên quan đến cái vụ bạo động này, và bây giờ cái cuộc điều tra của họ đang mở rộng. Bây giờ quay trở lại cái bản tin đặc biệt mà Washington Post vào tối ngày hôm qua họ đã loan tin, tức là trong cái số tài liệu
mà FBI thu giữ được tại Mar-a-Lago Trump sau cái cuộc khám xét ngày 8 tháng 8 vừa qua đó, có cái tài liệu về thông tin về quốc phòng của một quốc gia nước ngoài, và trong đó bao gồm cái năng lực về hạt nhân của quốc gia này. Bản tin được Washington Post loan tin vào tối ngày hôm qua. Và quý vị cũng biết là những cái tài liệu mật mà FBI thu giữ được tại Mar-a-Lago trong cái đợt vừa rồi là khoảng 100 tài liệu mật, mà tổng cộng kể từ khi mà lưu trữ quốc gia họ thu hồi lại được 15 thùng tài liệu, thì trong 15 thùng tài liệu đó có 184 tài liệu mật. Rồi sau đó các luật sư của ông Donald Trump họ đã thực hiện, tức là họ tuân theo cái chắc đòi của đại bồi thẩm đoàn, nhưng mà họ không có tuân theo đầy đủ, họ chỉ giao khoảng 30 mấy tài liệu mật mà thôi. Và FBI họ có chứng cứ là tài liệu mật vẫn còn ở Mar-a-Lago, cho nên họ xin được cái chắc của tòa thực thi khám xét, và họ thu được 100 tài liệu mật và khoảng hơn 11.000 tài liệu hình ảnh không có thuộc hàng mật. Bây giờ trong 100 tài liệu mật đó thì có những cái tài liệu mật mà Hương Giang đã chia sẻ. Người đã từng ở trong giữ cái vị trí quan trọng thì họ cho rằng những cái tài liệu đó là những cái tài liệu mà chỉ có tổng thống và một vài viên chức trong nội các của ông được xem mà thôi, hoặc là có những tài liệu mà chỉ có tổng thống và một vài viên chức ở trong nội các mà cho phép, tức ngoài những cái tài liệu này, ngoài cái việc là miễn trừ an ninh đối với hồ sơ tuyệt mật, thì những người mà được xem đó còn phải được miễn trừ khác nữa. Một cái miễn trừ được xem là gọi là những cái chương trình truy cập đặc biệt, là những cái miễn trừ mà gọi là tùy theo từng trường hợp chỉ được biết, tức là miễn trừ trong cái trường hợp đó mà thôi, chứ không phải là miễn trừ vĩnh viễn. Thì đó là những cái trường, những đối với những cái hồ sơ cái tính bí mật nó hết sức là cao. Và bây giờ chúng ta đặt cái câu hỏi là tại sao Donald Trump đem về nhà, mà ngày hôm qua Hương Giang đã chia sẻ quý vị cái suy nghĩ của Hương Giang. Nhưng mà các giới mà tình báo đó, các cựu viên chức tình báo thì họ cho rằng Mar-a-Lago là cái thỏi nam châm mà đang thu hút gián điệp của nước ngoài. Chúng ta có thể thấy là ông Donald Trump là một người gì, quý vị biết vị tổng thống này, cựu tổng thống này có một cái lịch sử làm luôn luôn bị mê hoặc bởi những cái kẻ độc tài. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ông ta không có tin tưởng, luôn luôn bày tỏ luôn luôn là chỉ trích, không có tin tưởng vào các cơ quan an ninh của Hoa Kỳ. Thứ ba nữa là luôn luôn khoe khoang là mình biết rất là nhiều những cái điều bí mật. Cho nên cái dinh thự của vị tổng thống này tất nhiên rõ ràng nó là một cái thỏi nam châm, nó là cái điểm thu hút gián điệp của nước ngoài. Mà đã có những cái trường hợp xảy ra, như là quý vị biết là có trường hợp mà cách đây mấy năm là có một người phụ nữ Trung Quốc đã tìm cách xâm nhập vào, mà khi mà bị bắt giữ đó, mật vụ bắt giữ, thì phát giác ra là cô ta có cái gì, 4 cái điện thoại, rồi USB, cái thumb drive mà chứa những cái phần dữ liệu điện toán độc hại, rồi có cả cái máy dò những cái tín hiệu là camera hay là microphone mà đặt nghe lén hay là quay lén đó quý vị. Rồi bà này đó cuối cùng bị truy tố, rồi bị tống về trục xuất về Trung Quốc. Không có chứng cứ cụ thể là bà này có thực sự phải là một gián điệp của Trung Quốc hay không. Nhưng mà những cái gì mà FBI đưa ra đó, trình bày tại tòa cho thấy là cái điều đáng ngờ rất là cao. Hay là mới đây thì chúng ta biết là có một cái thông tin, đó là một người phụ nữ con của một tài xế di dân đến Canada, nói tiếng Nga mà người gốc Ukraine. Nhưng mà bằng cách nào đó, cô ta lọt được vào Mar-a-Lago, hòa lẫn trộn lẫn chụp hình với gia đình ông Donald Trump, thậm chí chụp hình với ông Donald Trump ở trên sân golf. Mà cô ta khoe khoang mình là
tức là mạo nhận mình là con gái của một ông trùm về ngân hàng. Rồi những cái câu chuyện gây kinh ngạc, những cái câu chuyện thu hút sự chú ý. Nhưng mà điều này á, không có chứng cứ cho thấy người phụ nữ này làm gián điệp. Nhưng mà điều này nó nói lên được điều gì? Nó nói lên là cái việc mà ra vào Mar-a-Lago nó rất là dễ dàng. Và không ai đâu xa, luật sư của ông Donald Trump cũng đã công khai trên Fox News nói là ông Donald Trump có rất là nhiều bạn, có rất là nhiều khách. Bây giờ khách mời hay khách không mời, đó nó chưa có phải là vấn đề quan tâm duy nhất, mà vấn đề quan tâm thứ hai nữa là quý vị còn nhớ là vào năm 2019 đó, hình như 19 thì Trump Organization đã tuyển khoảng 187 nhân công từ nước ngoài và những người này được trả cái mức lương tối thiểu là hơn 11 đô một giờ. Điều này cho thấy đây cũng là cái điểm mà nhà chức trách hết sức là quan tâm. Bởi vì Malago là nơi mà người ta có thể ra vào, nơi mà mặc dù có mật vụ canh giữ, nhưng mà những gì mà sau cái cuộc khám xét vừa rồi thì chúng ta thấy là rõ ràng nó không có được bảo vệ an ninh. Mà những cái tài liệu đó là quý vị biết là có những cái tài liệu mật, mà đặc biệt là đánh dấu là nó liên quan đến tình báo về con người, mà nếu như danh tánh của những người này mà bị tiết lộ thì tính mạng của họ cũng như gia đình họ có thể gặp nguy hiểm. Và những cái tài liệu này được xem, được cho là chỉ có được xem tại những cái facility, những cái cơ sở mà của cơ sở an ninh của chính phủ mà thôi, không có được đem ra ngoài. Hoặc là như Hương Giang nói là key and lock, tức là xem xong bỏ vào tủ khóa lại, mà nó được đem về ở Mar-a-Lago đến 18 tháng. Cho nên là những cái cơ quan mà tình báo, những cái cơ quan gián điệp mà có năng lực như là Trung Quốc, như là Iran đó, hay là cả Nga, tất nhiên là phải có Nga rồi, cái chuyện mà họ tới Mar-a-Lago và họ vào những cái phòng này, vào những cái phòng mà ông Donald Trump cất giữ tài liệu, chụp hình sao những cái tài liệu đó là điều mà có thể xảy ra. Bây giờ Bộ Tư pháp họ đang tìm cách đối phó với cái phán quyết vừa rồi của bà Eileen Cannon, tức là bà thẩm phán đó. Bà yêu cầu là bổ nhiệm công tố viên đặc biệt, không nha, xin lỗi, bổ nhiệm luật sư đặc biệt để xem những cái tài liệu thu giữ, tài liệu nào thuộc đặc quyền. Cho đến giờ thì Bộ Tư pháp vẫn chưa có quyết định là sẽ kháng án hay không, họ đang cân nhắc rất là kỹ, mặc dù cái xu hướng là có thể kháng án. Và tòa thì vẫn cho cái việc đánh giá những cái thiệt hại từ văn phòng cộng đồng tình báo quốc gia. Nhưng mà cái việc đánh giá ai đã xem những cái tài liệu đó thì thuộc về cái ban chống tình báo của FBI. Bản tin cuối cùng từ tạp chí Rolling Stone vào ngày hôm nay, họ mới loan tin vào tối ngày hôm nay, đó là Donald Trump trước khi mà kết thúc nhiệm kỳ thì ông tuyên bố với các cố vấn thân cận là ông Tâm muốn bảo quản, muốn lưu trữ một số tài liệu mà chúng ta biết là ông ta đặt cái tên là Russian Gate, tức những cái tài liệu mà liên quan đến cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ do công tố viên đặc biệt Robert Mueller đảm nhiệm. Bởi vì ông ta lo sợ là kẻ thù của mình có thể là chính phủ kế nhiệm ông Joe Biden hay là những cái deep state sẽ đốt, sẽ cắt xé, sẽ hủy những cái tài liệu đó. Mà những cái tài liệu đó là những cái tài liệu mà ông ta cho rằng có thể chứng minh là ông ta vô tội. Bởi vì cái cuộc điều tra này nó nằm trong đầu ông Donald Trump, bị ám ảnh bởi cái cuộc điều tra này. Mà chúng ta biết là những cái tháng mà trước bầu cử năm 2020 thì được lệnh của ông Donald Trump thì lúc đó John Ratcliffe là giám đốc của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đã declassify, tức là đã công bố một số tài liệu trong cái cuộc điều tra này. Nhưng mà lúc đó bà Gina Haspel, với tức là bà giám đốc CIA cũng như là giám đốc FBI, đều chống lại cái việc là declassify, chống lại cái việc công bố tài liệu, bởi vì họ cho rằng làm như vậy thì nó có thể là tiết lộ những cái thông tin bí mật, đặc biệt là phương pháp thu thập tình báo của Hoa Kỳ. Và theo Rolling Stone cho biết là Donald Trump đã tuyên bố, đã chia sẻ với các cộng à, các cố vấn về vấn đề như vậy,
Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa biết là liệu trong những cái tài liệu mà FBI thu giữ được có những cái tài liệu mà liên quan đến cuộc điều tra của ông Robert Mueller hay không. Chúng ta chưa được biết. Nhưng mà chúng ta có thể thấy, cả nghe được từ những cái phát ngôn của ông Donald Trump cũng như là từ Red Clips là FBI đang tìm những cái tài liệu mà liên quan đến cuộc điều tra này. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là cái vấn đề tài liệu mật thì nó trải rộng lắm, nó rất là nhiều. Và thưa quý vị, thời gian của Hương Giang đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Và Hương Giang xin lỗi một lần nữa là chương trình ngày hôm nay đã lên trễ bởi vì chúng tôi không có điện và nóng thì vẫn đang rất là nóng. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin chào và xin hẹn.